Thưa quý vị, trong hàng chục năm qua, không có thêm một loại kháng sinh nào mới xuất hiện. Trong khi việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn. Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại Hội nghị Dược Lâm Sàng năm 2022, quản lý và tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong bệnh viện do Sở Y tế thành phố Hà Nội tổ chức. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không cần thiết đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh. Thực tế, việc đầu tư nghiên cứu cho ra đời các thuốc kháng sinh mới đã giảm trong nhiều thập kỷ, dẫn đến sự thiếu hụt các kháng sinh có hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn đa kháng. Hiện nay có tình trạng người dân tự đi mua thuốc kháng sinh, thậm chí người bán thuốc có thể kê đơn cho người bệnh. Điều này cực kỳ nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Trước thực trạng này, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, để triển khai công tác dược lâm sàng cũng như quản lý sử dụng kháng sinh tại từng đơn vị, cần có sự nỗ lực từ các lãnh đạo bệnh viện đến các khoa phòng, đặc biệt là đội ngũ dược sĩ và bác sĩ lâm sàng. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết cần phân tích và dự báo cơ cấu bệnh tật trong vòng ít nhất 5 năm, từ đó phân tích nhu cầu người bệnh, xây dựng kế hoạch cho nhu cầu thuốc trong thời gian tới nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai trong thực tế của các chuyên gia trong và ngoài nước xung quanh vấn đề quản lý và sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh được Bộ Y tế đã ban hành trong cái quyết định 5631 của Bộ Y tế. Trong đó thì cái việc mà sử dụng quản lý sử kháng sinh trong bệnh viện là một cái chương trình cốt lõi. Trong đó thì cái quyết định 5631 nhiệm vụ trọng tâm với 6 nhiệm vụ cơ bản. Một là tăng cường năng lực và vai trò của dược sĩ lâm sàng trong điều trị để đáp ứng cái nhu cầu hội nhập về thực trạng và thực trạng xã hội. Hai là ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 trong quản lý sử dụng thuốc và hoạt động dược lâm sàng hiện nay tại các bệnh viện, và từng bước xây dựng và tăng cường cái hiệu quả của mối quan hệ tam giác giữa bác sĩ, dược sĩ và cơ sở xét nghiệm. Chính vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng thực hiện cái chiến lược mà của Bộ Y tế trong cái quản lý sử dụng kháng sinh trong quyết định 5631. Ngay khi mà thực hiện cái chiến lược đấy thì chúng tôi cũng đã rà soát và kiện toàn lại ban quản lý sử dụng kháng sinh, tăng cường cái vai trò hợp tác giữa bác sĩ, dược sĩ và xét nghiệm để nhằm tối ưu hóa cái vấn đề sử dụng kháng sinh, sử dụng đúng, hợp lý và an toàn. Với sự tham gia của hơn 1.000 nhà khoa học, dược sĩ, bác sĩ đến từ các cơ quan quản lý, các cơ sở y tế, các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo ngành dược bậc đại học trong cả nước, cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc dược và dược lâm sàng đến từ các trường đại học của Hoa Kỳ. Qua hội nghị lần này, các kiến thức và kinh nghiệm quý giá đã được thảo luận chia sẻ, góp phần tăng cường trong quản lý sử dụng kháng sinh, qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.